các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Không khí lạnh hợp lực cùng ô nhiễm đẩy nhiều người vào viện. Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những ngày qua, không khí lạnh tăng cường khuếch tán sâu về phía Nam, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới tạo nên kiểu trời ít mây về đêm, khiến cho phát xạ nhiệt diễn ra khá mạnh mẽ. Nam Bộ đã có đợt giảm nhiệt, tạo nên tiết trời se lạnh về khuya và sáng sớm. Một số nơi như Tà Lại, tỉnh Đồng Nai có nhiệt độ dưới 19 độ C suốt từ ngày 12 tháng 1 đến nay. Theo ông, trong một số ngày ở miền Nam, trời mịt mù như có lớp sương mù làm giảm tầm nhìn ngang, xuất hiện vào sáng sớm, thậm chí tới gần trưa. Đây thực chất là lớp mù được hình thành khi nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm không khí cao, gió nhẹ, gần giống như cơ chế hình thành lớp mây ở tầng thấp. Hiện tượng mù này được dự báo sẽ kéo dài qua Tết Nguyên Đán. Với nhiều hoạt động như giao thông, sản xuất, xây dựng, dịch vụ trong lớp khí quyển trong và quanh thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ có chứa các chất ô nhiễm, nhưng cần có cơ quan chuyên môn đo đạc, phân tích để xác định mức độ ô nhiễm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Lân, trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong một tuần qua, số trẻ tới khám do các bệnh lý đường hô hấp tăng khoảng 30% so với thông thường. Số trẻ phải nhập viện để điều trị bệnh về đường hô hấp cũng tăng khoảng 20%. Theo ông, nguyên nhân chính là do ô nhiễm không khí, bụi mịn, sa mù. Bên cạnh đó, cuối năm, các gia đình thường dọn dẹp, tân trang nhà cửa, có thể phát tán bụi vào không khí. Hệ miễn dịch của trẻ em chưa phát triển đầy đủ, nên khi hít phải bụi bặm thì rất dễ nhiễm bệnh. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Luân, bụi mịn làm hệ thống lông mao trong đường hô hấp của các bé kết dính lại, giảm khả năng nhu động. Từ đó không đẩy được các tác nhân gây bệnh ra ngoài theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Lúc này, người bệnh rất dễ bị các tác nhân gây bệnh như siêu vi gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Bệnh nhân còn có thể bội nhiễm vi khuẩn, khiến tình trạng thêm nặng nề. Cục Quản lý Môi trường Y tế thuộc Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường khuyến cáo cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Nếu phải tham gia giao thông, người dân nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Người dân nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào những lúc không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là khi nhà ở gần đường giao thông hoặc khu vực bị ô nhiễm không khí. Người dân cũng cần vệ sinh mũi, súc họng vào buổi sáng, buổi tối bằng nước muối sinh lý, rửa mắt bằng nước muối sinh lý sau khi ra đường. Vào các ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại, người dân cần tránh các hoạt động ngoài trời, nên chuyển sang các hoạt động trong nhà hoặc dời sang ngày khác khi chỉ số chất lượng không khí tốt hơn.